cùng bà chủ tiệm cơm tấm ăn những món được cho là ngon nhất tại Cai Lậy Tiền Giang quê tôi. Nhắc tới Cai Lậy, người ta sẽ nhớ tới cô Minh Hiếu hoặc là diễn viên Thúy Ngân mà quên đi ở Cai Lậy. Còn có quá trời món ăn ngon luôn á. Đầu tiên phải kể đến bánh canh bột sắc. Món này không biết ngon không mà cô Việt Hương đi tận 100 cây số về Cai Lậy để ăn thử nè. Cái này là bánh canh bột sắc ăn cùng với quýt nếp, thịt vịt. Cái nước bánh canh bột sắc á nó sẽ sền sệt và có màu đục, không có trong như bánh canh bánh tằm nè. Mà đã ăn món này rồi, không thể nào thiếu được một chén mắm gừng ngon chấm cùng với cái thịt vịt sim. Nó dai vừa phải. Nói chung là về Cai Lậy nhớ ăn thử cái món này nha. Tiếp theo là cơm tấm. Bà chủ tiệm cơm tấm hôm nay là review quán cơm tấm ngon nhất nhì ở Cai Lậy. Mà hôm nay mình dậy trễ quá nên hết sườn cốt lết rồi. Ba rọi nướng ăn cũng khá là ngon nè. Kiểu nó vừa nạt vừa mỡ, không có bị quá ngán. Thêm cái chả nềm xốp, nêm nếm khá là đậm đà. Ê mà nhìn hộp cơm như vậy có 35 cặp, đúng là ở dưới quê cái gì cũng rẻ hen. Mà nói công tâm xíu, cơm tấm chỗ này ngon thua mẹ mình bán một xíu, quá là nịnh rồi. Món cuối cùng khi về Cai Lậy nhất định phải ăn đó là bánh xèo. Chỗ này mình ăn cũng mười mấy năm rồi á. Về miền Tây sẽ có bánh xèo thịt và có chỗ làm kỹ á thì ăn không có xương, có chỗ thì xương không, ăn phải lừa ra. Rồi mình hỏi mẹ mình ngon không? Mẹ mình nói ăn mấy chục năm rồi, ăn riết thấy món nào cũng ngon, dễ dãi dữ vậy.